đó giờ mình sẽ cuốn bằng bánh tráng rong biển, mình có thể cuốn bằng bánh bía, nhưng mà hôm nay mình chế cái món này là mình sẽ cuốn bằng bánh tráng rong biển. Cái món này chưa ai làm nhưng mà mình sẽ làm, chẳng giống ai nhưng mà nó sẽ đặc biệt lắm. Chiên chả giò mình chiên lửa nhỏ thôi, mình chiên lửa lớn không ngon, biệt bung cái cuốn chả giò ra.
Ở đây hôm nay là chả giò của mình là gói bằng bánh pía và rong biển. Hương vị rong biển sẽ làm cho cuốn chả giò rất là đặc biệt đây. Mình chiên xong mình sẽ mời các bạn thưởng thức nha. Cùng với mình. Thank you.